Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2024. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Chúng tôi sẽ xin bắt đầu uh, chương trình ăn cơm khoai bằng uh, phần bình luận các bản tin vòng quanh thế giới trong ngày hôm nay. Ở khu vực Trung Đông thì uh, và chúng tôi sẽ đến các cái khu vực uh, ngoài uh, giải Gaza để quay lại trong chương trình gọi là luận bàn thế sự liên quan tới những cái phân tích bổ sung chuyên sâu về sự kiện đang diễn ra sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel xung quanh vụ tấn công của Israel vào lãnh sự quán cạnh đại sứ quán Iran tại Syria chúng ta đến với um, thổ nhĩ kỳ như vậy thì uh, sau khi vài ngày thôi các cuộc bầu cử ở địa phương chấm dứt À, vùng lãnh thổ Van thì uh, ông thị trường của vùng uh, lãnh thổ này sau khi trúng uh, cử uh, thì đã được uh, ủng hộ bởi cái lực lượng PKK tức là Đảng Công dân Người Kurd tuyên bố uh, sự ủng hộ cho cái đảng phái này. Và ngay sau đó thì ông ấy đã bị bắt uh, rồi dẫn tới một cái sự bạo loạn trong đó thì những người ủng hộ uh, của ông đã tiến tới đường phố và nổ ra những cái xung đột với lại các cơ quan hành pháp. Theo thông tin địa phương thì bây giờ cuộc xung đột đã lan tràn ra một loạt các cái thành phố của cái vùng Kurdis và toàn bộ trong cái vùng Kuris nói chung. Và như vậy là chúng ta vẫn thấy rằng là sau đến tầm vài chục năm đúng không ạ, những cái gọi là Và đây quý vị có thể nhìn thấy này, vùng Van đây này, này, nó ở cái vùng mà biên giới của Syria, Iraq và cả Iran nữa đấy và nó chỉ là cái vùng mà nó của người Kurdish sống ở khu vực này và như chúng tôi đã nói từ cái hồi ngày xưa mình còn trẻ mình đã nghe thấy người ta cái phong trào ly khai của người Kurd rồi và đến ngày hôm nay thì nó vẫn còn những cái uh, gọi là bất ổn liên quan tới cái vấn đề tình hình chính trị của thổ nhĩ kỳ từ cái việc Kurdish và nó cũng bắt nguồn từ những cái tham vọng địa chính trị cũng như là tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới uh, xung quanh khu vực. Trong đó có cả Syria, Iraq, Armenia, vân vân và Azerbaijan. Vâng, tôi vẫn luôn cảm thấy Thổ Nhĩ Kỳ uh, nó có một cái điều gì nên nó, nó không ổn, đúng không ạ? Ý nào nó không ổn định, có rất nhiều yếu tố gây bất ổn À, chúng ta cũng biết là cái giáo phái uh, mà chống đối với thổ nhĩ kỳ mà bây giờ đang lưu vong ở mỹ và được hậu thuẫn bởi người mỹ đấy thì chắc chắn họ cũng không từ bỏ những cái mục đích uh, tham vọng chính trị để quay lại cái đất nước này uh, những cái vùng của người cus cũng là một trong những cái vùng cực kỳ nhạy cảm với thổ nhĩ kỳ tình hình kinh tế xã hội thì cũng uh, xã hội thì lúc nào cũng mang tính chất là nó rất là sôi động nó rất là căng căng mà nó theo một cái hướng đại khái như nó bị uh, vấn đề tôn giáo vấn đề tinh thần dân tộc nó đẩy lên lúc nào nó căng căng đúng không ạ còn vấn đề kinh tế thì cơ bản là nó căng từ xưa đến giờ mà sự phiên lưu của thổ nhĩ kỳ đối với lại các quốc gia lân bang từ armenia rồi tới syri iraq rồi cả với Hy Lạp nữa, rồi lại cả dính líu tới những vấn đề đảo Ship, rồi Ukraine, Nga, đúng không ạ? Như vậy là một cái vùng đất nó gọi là một vùng đất uh, trái tơ trái tim của thế giới đấy, đúng không ạ? Vùng Tiểu Á đấy, uh, quan trọng và là trung tâm uh, và nó cũng đầy chất chứa đầy những cái nguy cơ. Nhìn chung ấy, nếu như mà đứng ở trên bàn cờ địa chính trị ấy mà thì nói thật ra người Mỹ và những người nói tiếng Anh người ta lúc nào cũng ngửi thấy những cái mùi dạn nứt đúng không ạ để người ta khai thác cái đó để chia để trị thì tất nhiên tôi phải nói thật rằng là thổ nhĩ kỳ nó chính là một cái nơi mà người ta sẽ làm nhiều nhất Đấy, thậm chí còn quan trọng hơn bất kỳ một cái vùng nào trên thế giới à, chẳng qua rằng là đây thì nó có không có gần Trung Quốc và nó cũng không quá sát với nga mà thôi chứ còn nếu không thì chính cái anh thổ nhĩ kỳ này sẽ trở thành một trong những cái trung tâm địa chính trị và cũng là trung tâm của những cái sự tấn công địa chính trị từ nước ngoài và chắc chắn bây giờ nó cũng chưa phải là ở cái mức độ cao trào chắc chắn nó sẽ còn những cái cao trào trong tương lai và chúng ta đi chỉ vài bước nữa thôi để sang đất nước Armenia cũng là một trong những cái kẻ thù truyền kiếp của thổ nhĩ kỳ đó là kẻ thù truyền kiếp thôi nhưng thực ra thì Armenia là nạn nhân của thổ nhĩ kỳ từ thời đế chế Ottoman khi mà lúc bấy giờ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc thảm sát người Armenia khiến cho hàng nhiều chục nghìn người uh, thiệt mạng. Và bây giờ thì Armenia cũng nằm lọt thỏm giữa biên giới của người đồng minh duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ uh, và đó là Azerbaijan, gọi là đồng minh chưa đủ và gọi là anh em. Và Azerbaijan nó lại còn có một cái vùng ở đây nữa nó mới gọi là chéo ngoe chúng ta cũng biết rằng là azerbaijan thì cũng là một cái vựa dầu của vùng kapkas uh, đúng không ạ và ngoài cái việc họ đi qua nga thì dầu của họ là phải đi luồn lách lươn lẹo để mà đi sang thổ nhĩ kỳ rồi từ thổ nhĩ kỳ nó đến các cái thị trường quan trọng như là ở khu vực phía israel hay là khu vực tây âu cho nên rõ ràng uh, ngoài cái vấn đề liên quan đến kinh tế thì cái vấn đề địa lý armenia nằm uh, chia rẽ như thế này cũng là một trong những cái gai đúng không ạ trong mắt của người thổ và người azerbaijan chính vì thế cho nên cái đất nước này nó không bao giờ nó được yên thân và bản thân chính phủ của nó thì cũng không muốn được yên thân chúng ta cũng biết những sự lùm xùm rất nhiều trong thời gian gần đây uh, liên quan đến azerbaijan uh, liên quan đến armenia Thế mà ngày hôm qua thì vẫn tiếp tục có một cái vụ bộ trưởng ngoại giao của Armenia đã có những cái bắt tay ký kết với lại NATO và phương Tây. Ông ấy nói rằng là từ giờ trở đi thì NATO chính là cái đối tác thân thiện và đối tác hàng đầu của Armenia. Và chỉ khi ông ấy nói xong vài tiếng đồng hồ thì ngay lập tức là Bộ Quốc phòng của Azerbaijan, vâng Azerbaijan đã ra một cái báo cáo rằng quân đội Armenia đã phát động một đợt tấn công vào khu vực Haider Abad, Baynanchek ở khu vực vùng tự trị Naichivan. Và đây, không Cộng hòa tự trị Naichivan. Có nghĩa rằng chúng ta nhớ ở đây vùng Karabakh cũng là Cộng hòa tự trị mà trước đó là thuộc Armenia, quý vị ạ. Và sau đó thì người Armenia cũng buộc tội rằng là người, người Azerbaijan buộc tội rằng Armenia đã tấn công Azerbaijan và sau đó cái vùng này nó bay màu chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đúng không quý vị và bây giờ lại có một cái thông tin nữa lại liên quan tới cái vùng uh, tự trị Naytivan mà nó chính là trong cái vùng lãnh thổ của Azerbaijan lần nữa tôi thì tôi không nghĩ rằng về một cái logic thực tế mà tự nhiên người Armenia trong hoàn cảnh này uh, vừa mới ký kết hiệp định gọi là ngừng bắn và chịu thua mất cả lãnh thổ thì bây giờ cuối cùng lại đi nã pháo vào cái khu vực mà nó nằm ở trong cái tỉnh vùng xa như thế này điều đó có nghĩa rằng nó rất là phi logic và chúng ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trừ khi chúng ta hiểu là chúng ta armenia đang sống cạnh với đất nước thổ nhĩ kỳ và đang bị các thế lực ngoại bang đúng không ạ để mà gọi là trục xuất người nga ra và đưa phương Tây và NATO, người Mỹ, người Pháp quay trở lại. À không phải quay trở lại mà gọi là vào nhà, đuổi gấu và rước gọi là rước hổ đúng không ạ? Vào nhà, dưỡng hổ di họa. Đến bây giờ thì vẫn chưa có xác nhận nào từ hai phía về cái sự việc đang diễn ra. Tuy nhiên thì có thể nói đó là một trong những diễn biến thú vị ngạc nhiên. À, trong vòng 2 uh, lần trong vòng tuần gần đây thì Azerbaijan đã báo cáo về cái vấn đề tương tự như vậy. Ngoài ra thì Azerbaijan cũng nói rằng là các cái hoạt động của Armenia xây dựng công sự uh, pháo đài dọc chiến tuyến là cho thấy họ cũng đang chuẩn bị những cái uh, gọi là phương tiện để mà chuẩn bị bàn đạp cho một cái mục đích tấn công như vậy về armenia thì rõ ràng là không logic thế còn về azerbaijan thì rõ ràng đây điều này nó không có gây ngạc nhiên azerbaijan cũng không bao giờ từ bỏ cái đại khái là một cái tham vọng để mà có thể liên quan tới vùng lãnh thổ phía nam của armenia khi mà họ muốn tạo ra một cái hành lang chạy từ bên phía azerbaijan chạy thẳng sang khu vực thành biên giới này của họ và nối với lại khu vực thổ nhĩ kỳ và từ trước đến nay thì có thể nói ngoài việc là đã thu hồi vùng Karabakh rồi uh, tiến tới những cái hoạt động chuẩn bị uh, cả trên miệng đúng không ạ lên trên thực tế họ đã chuẩn bị cho một cái việc như vậy trong tương lai rồi và nó diễn ra thì nó sẽ không cũng không lâu bởi người ta biết rằng là sắt thì phải rèn ngay khi nó còn nóng Bây giờ là lúc mà Armenia nó còn đang nhộn nhạo Chứ nếu như mà phương Tây vào hẳn hoặc là phía Nga quay trở lại Thì chắc chắn Azerbaijan sẽ không còn manh động được nữa Hiện tại thời điểm này thì chưa bao giờ ở Azerbaijan người ta diễn thấy diễn ra những cái nỗ lực để mà hiện đại hóa quân đội trên quy mô lớn như vậy. Cho nên với những cáo buộc kiểu như vậy, thì chúng ta thấy rõ ngay đó là những cái bài rất là cổ truyền để mà biện minh lấy cớ cho một cái hoạt động tấn công khả năng sẽ xảy ra rất gần. Những hoạt động trên chiến địa thì cho thấy các loại vũ khí mà Armenia, à, ở Azerbaijan mua của thổ nhĩ kỳ như là các cái UAV trinh sát, UAV tấn công thì bay lượn trên bầu trời cả đêm lẫn ngày. Rồi thời đa gian gần đây thì họ nhập rất nhiều vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Truyền thông địa phương ở Armenia thôi cũng đã dự đoán về những vụ tấn công tiềm tàng của Azerbaijan vào lãnh thổ của họ trong tháng 4 này như vậy thì việc này chúng ta cũng đã tiên đoán đúng không ạ cách đây khoảng 6 tháng rồi và bây giờ thì cái khả năng mà Azerbaijan sử dụng một cái cớ nào đó để mà tấn công để mà lấy một vài những cái vùng lãnh thổ để phục vụ những mục đích của họ gần như là nó đã là một cái hiện thực chuẩn bị xảy ra và điều đáng lưu ý đó là chính cái sự thiếu quyết đoán của chính phủ Armenia cũng như là cái sự mập mờ đúng không ạ, mập mờ rồi cái sự uh, mình cũng có thể nói là một cái sự phản phúc nào đó trong cái cách hành xử của chính phủ Armenia trong khi người nga đang ở đấy mà để cho mọi việc diễn ra mất lãnh thổ, đổ vạ cho người nga, đuổi người nga đi, rồi rước NATO vào và bây giờ cũng chưa ai đi và cũng chưa ai vào, uh, cho nên là cuối cùng nó trở thành một cái nó đang nước đục nước đục thì người ta sẽ tranh thủ người ta thả câu cho nên là trách trời chắc là cũng phải trách mình đầu tiên à, đó là những thông điệp dành cho lãnh đạo của armenia nếu những người như chúng ta mà có thể nhìn thấy cái sự kiện đấy trong một thời gian dài như vậy từ trước mà armenia chưa chuẩn bị cho nó thì thực sự họ rất là đáng trách ý tôi nói là chính phủ và bây giờ chúng ta sẽ đến khu vực châu âu thú thực bên quý vị rằng là đến với khu vực châu âu bây giờ nó có hai dòng tin cơ bản thứ nhất là dòng tin chuẩn bị đánh nhau với nga <laughs> nato đánh nhau với nga eu đánh nhau với nga thứ hai nó là các thông tin liên quan tới vấn đề kinh tế mà tất nhiên đó là những thông tin nó xám xịt và lại thêm những thông tin chủ yếu xung quanh các nước như là đức anh hôm nay thì người ta nói rằng qua cái ngày lễ phục sinh ở đức thì có thể nói rằng là thông số từ cơ quan thống kê eurostat đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm. 22,6% người Đức không có đủ tiền để có thể đi du lịch trong một tuần mỗi năm. Phần lớn đến từ những vấn đề từ lạm phát và cái tình trạng kinh tế ảm đạm. Tình huống thì tồi tệ nhất với lại các gia đình mà là dạng như bố mẹ đơn thân hoặc là những gia đình quy mô lớn. Trong đó bố mẹ đơn thân thì đã cấn tới 43%, à, phần trăm. còn à, những gia đình lớn có 31,3%, không có đủ tiền để đi du lịch dù chỉ một ngày. Người đứng đầu của đảng đối lập bà Sarah Wackernick trong một tuyên bố của mình về tình trạng của đất nước đã nói một cách đơn giản, đó là một cái điều xì nhục và là một cái dấu hiệu của sự suy thoái của đầu tàu kinh tế châu Âu dưới thời của đảng cầm quyền của ông Olaf Scholz. Còn ngày hôm nay thì Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra cái thống kê mới liên quan tới GDP theo sức mua ngang giá. Trong đó thì Trung Quốc tiếp tục nới rộng khoảng cách với lại nước Mỹ và theo dự đoán năm 2024 thì GDP tăng trưởng của Trung Quốc đã nới ra so với người Mỹ xem nào, đến à, và, à, hàng nghìn tỷ euro, à, nghìn tỷ đô la. Còn dự đoán đến năm 2030, GDP theo sức mua ngang giá Trung Quốc sẽ tăng trưởng gần 50%, trong khi Mỹ tăng trưởng 17,5%. Đáng lưu ý thì Ấn Độ cũng là một nước hàng đầu trong việc tăng trưởng GDP theo sức mua ngang giá và tất nhiên các nước còn lại luôn là các nước Indonesia, thổ nhĩ kỳ. Trong đó thì rất đáng lưu ý là Indonesia đã vượt qua Đức để trở thành cái nền kinh tế có GDP lớn đứng thứ 6 sau Nga. Và Nga bây giờ thì chỉ còn kém Nhật Bản một tí nữa thôi. Đây, 5.873 trên 5.882 hai uh, nghìn tỷ. Thực tế thì đã vượt qua rồi, theo dự đoán 2024. Đấy, còn năm 2023 thì đã chốt uh, từ những ngày trước. Và cũng chênh lệch không đáng kể Như vậy là với tốc độ tăng trưởng 3,6% của Nhật Bản Trong những năm còn lại Và của Nga 13,4% cho đến cuối thập kỷ Thì chắc chắn Nga sẽ vượt qua Nhật Không chỉ cần chờ đến cuối thập kỷ Mà chỉ trong năm 2024 này Và một trong những cái điều rất thú vị Đó là các nước như là Pháp, Ý, Đức Pháp, Ý, Anh và tất nhiên là đức nữa thì đều đã bị tụt lùi một vài thứ hạng vâng và, và trong đó thì nó có một cái điểm gì ở đây chúng ta nhìn thấy đúng không ạ tất nhiên người mỹ thì giảm so với người trung quốc thì cũng không có cái gì để mà phải xấu hổ bởi vì trung quốc và ấn độ nó đều phát triển rất kinh khủng đúng không ạ à, tuy nhiên thì người mỹ trong cái cuộc chiến ở ukraine họ không phải là nạn nhân họ là một người chiến thắng đúng không ạ theo một cái góc cạnh nào đó. Nếu mà nhìn trực diện thì họ là người chiến thắng gần như là lớn nhất. Tất nhiên chúng ta nhìn thấy ngắn hạn thôi. À, thế nhưng người thua cuộc thì ai cũng biết, kẻ ngắn hạn, dài hạn lẫn trung hạn, đó là các nước châu Âu tham gia cấm vận Nga. Và tất cả các nước đó thì đều tụt hạng, trong đó đầu đàn đó là nước Đức, đúng không ạ? Và rồi đến Pháp, đến Anh, đến Ý. Vâng, tôi nhắc lại, những nước tham gia cấm vận Nga một cách dữ dội điên cuồng nhất đều tụt hạng. Mỹ cấm vận Nga nhưng mà cấm vận cho nó cứ chiếu lệ. Trong khi các xu thế của các cái nước mà BRICS và các nước tiềm năng của BRICS như là ba nước mà chúng tôi hay nói, Indo, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico thì lại tăng trưởng và tất nhiên là Ấn Độ và Trung Quốc nữa, và thậm chí là của Nga nữa. Và tất nhiên Nhật thì chưa mất vị trí nhưng mà nếu như mà cứ như thế này thì năm nay Nhật sẽ mất vị trí vào tay Nga. Và như vậy là Nhật lại theo gót cả bốn ông châu Âu kia để tụt hạng tiếp tục và đáng chú ý nữa thì đây chính là cái xu thế đã diễn ra kéo dài đến năm thứ hai nếu như năm thứ năm 2024 này mà theo đúng như là cái dự báo của ngân hàng trung ương đây chúng tôi đang nói về cái cột thứ hai quý vị là năm 2024 dự đoán còn 2023 à đây nó cũng là dự báo chắc là nó sắp chốt con số bởi vì nó phải hết quý tài chính thứ nhất cơ và rất thú vị tôi có thể nói lại đó là các nước tham gia cấm vận chống nga trừ nước mỹ ra thì đều tụt hạng trong khi đó nga thì sẽ tăng hạng đúng không ạ và đã tăng hạng rồi à, còn lại các nước mà không tham gia cấm vận chống nga và là các nước brics hoặc là tiềm năng trở thành brics là ba nước mexico thổ nhĩ kỳ indonesia thì lại chám vào những cái vị trí của các ông lớn ngày xưa ở tứ cường ở châu âu đó là các ông anh đức pháp ý và nhật cũng vậy nhật thì bị chính nga à, sẽ vượt qua mặt nói chung là một cái bức tranh này em mà nếu như những nhà lãnh đạo g7 ấy, đúng không thì phải nhìn ra ngay cái thẻ kẻ thù phạm là tại sao mà suốt ngày g7 họp để mà cấm vận thì bây giờ cái kẻ thù phạm ấy nó chả bị tổn thương tí gì đúng không ạ trong khi tất cả chúng ta đều ăn no đòn bây giờ người ta còn phanh phui ra là mỹ được hưởng lợi rất nhiều từ những cái đợt cấm vận vừa kể trên Chúng ta sẽ đến một cái câu chuyện này để mà thử làm sáng tỏ biện hộ cho cái uh, xu thế kể trên. Cuối năm 2023, thì uh, top 10 của những nhà cung ứng uh, bán gỗ cho châu Âu không còn một công ty nào của nước Nga nữa. Tuy nhiên thì uh, cách đó 2 năm, 2021, riêng châu Âu đã nhập tới 4,4 triệu mét khối gỗ từ người Nga và lúc bấy giờ tất nhiên sau khi mọi chuyện xảy ra thì nước nga cũng không liên quan đến việc cấm vận châu âu cả à, họ việc gì họ làm họ cứ làm nhưng mà khi chiến tranh nổ ra thì châu âu đã ngừng mua gỗ của người nga và đã chuyển tới những cái thị trường khác mà đây thị trường khác thì còn ai nữa quý vị đúng không ạ ở châu âu, phương tây thì có một loạt các cái nước mà trong đó thì có chính các nước châu âu và thứ hai nữa các nước xuất khẩu gỗ hàng đầu đó là mỹ và canada và tất nhiên chúng ta cũng không cần phải đoán nó là ai bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn vào cái giá mà họ đã phải bỏ ra để mua gỗ đã tăng từ 30 cho đến 330% so với giá mua gỗ từ Nga. Trong đó thì chủ yếu mua từ các nước ngoài châu Âu bởi vì là chính bản thân các nguồn cung cấp gỗ của châu Âu cũng rất hạn chế và gần như là không gọi là đảm nhận một cái phần nhỏ trong cái nhu cầu sản xuất của họ. Cùng năm 2023 thì nước Nga cũng mất 10% doanh thu xuất khẩu gỗ, nhưng mà ngược lại thì sau đó họ đã nhanh chóng chuyển thị trường của mình tới các khu vực thị trường ở châu Á, cũng giống như năng lượng thôi. Như vậy là cái câu chuyện nó nói lên tất cả, đúng không ạ? Không khéo một ngày nào đó thì người ta lại thấy xuất hiện những cái gỗ mà chỉ có ở Nga có thôi, đúng không ạ? Nó lại vòng qua Trung Quốc, Ấn Độ rồi nó xuất hiện ở châu Âu. Khả năng bây giờ nó có rồi đấy vâng tất nhiên là như tôi nói không có thông tin kinh tế thì nó là không tin đánh nhau thôi quân sự thôi à, bây giờ châu âu thì nó cũng sắp trở thành uh, một cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng rồi đúng không ạ cha thấy mải mê làm ăn gì nó toàn đến chuyện đánh đấm thôi ngày hôm nay thì người đứng đầu của công ty renmetan công ty quốc phòng lớn nhất của đức và cũng là một công ty hàng đầu của châu âu ông ấy đã ra một cái uh, tuyên bố với lại bộ quốc phòng và với thủ tướng rằng là nước mỹ sẽ không đến giúp châu âu đâu trong trường hợp có một cái mối đe dọa liên quan đến quân sự do đó thì uh, ông nói rằng là các quốc gia châu âu cần phải củng cố các cái uh, khả năng công nghiệp quốc phòng để mà có thể cạnh tranh với lại những nhà sản xuất uh, vũ khí đến từ châu mỹ đồng thời kêu gọi là các quốc gia châu âu thì bãi bỏ những cái việc là lựa chọn những cái đối tác ở trong nước chỉ lựa chọn đối tác trong nước hoặc là người Mỹ và thay vào đó thì tìm kiếm những cái đối tác cùng với ở châu Âu để mà có thể cạnh tranh tốt hơn với lại người Mỹ và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy mọi thứ nó đã lắp ghép rồi đúng không ạ có nghĩa rằng là các công ty quốc phòng châu Âu bây giờ thì cũng chơi bài vận động hành lang rất nhiều một là bãi bỏ những cái chính sách liên quan tới việc chỉ có nhập khẩu trong nước đúng ạ à. đấy và cạnh tranh với lại ngành công nghiệp quốc phòng của mỹ hai là trong trường hợp mà bị tấn công thì mỹ sẽ không giúp như vậy thì câu chuyện nó nhắm vào việc là các ông phải nhanh chóng tăng cường cái ngân sách quốc phòng để đặt hàng chúng tôi thật là thú vị khi chúng ta sẽ thấy một cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng nó diễn ra ở châu âu theo như kiểu của mỹ nhưng mà nó lại không có khả năng in tiền đô la như người mỹ và nó lại là một cái chư hầu chứ nó không phải là một ông chủ Đợt này thì cũng là một cái ngày mà kỷ niệm hơn 100 năm Hoàng đế Alexander đệ nhất của Nga Hoàng, đúng không? nước Nga tiến quân vào Paris và giải giáp vũ khí quân đội Pháp chấp nhận đề xuất đầu hàng của nước Pháp kết thúc kỷ nguyên thống trị của Napoleon những ngày gần đây thì uh, cũng có thể nói liên quan sự kiện đó hay sao ấy mà các lãnh đạo các quốc gia châu Âu thì gần như là phát dồ. Uh, họ liên tiếp tung ra những cái phát biểu và những cái hoạt động mà để mà gọi là kích hoạt một cái cuộc chiến với lại người Nga. Có thể nói rằng là cái trạng thái tâm lý của các nhà lãnh đạo châu Âu tại thời điểm hiện tại nó rất là thất thường, nó rất là giật cục. Và nó có thể nói rằng cho những người tỉnh táo như chúng ta ở ngoài quốc đặt ra những câu hỏi rất nghiêm túc về tại sao họ lại làm như vậy. Dường như tôi cảm thấy quý vị ạ, cảm thấy trong những nhà lãnh đạo ví dụ như là ba người này, còn những người ở Anh đến thì tôi không nói, ở Anh ở Mỹ đến thì người ta có một cái sự toan tính tỉnh táo đúng không ạ và có động lực. Nhưng ba cái con người thủ tướng Đức, tổng thống Pháp rồi thủ tướng Ba Lan này thì tôi cảm giác rằng là họ kiểu như họ không 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 có uh, có làm sao nhỉ nó không cưỡng lại được ấy nó không cưỡng lại được những cái tuyên bố và những hành động nguy hiểm để mà chống nga đúng không ạ tôi không hiểu tại sao cảm giác như là họ đang muốn chứng tỏ ra một cái uh, thể hiện một cái một một cái quyền lực ảo tưởng một quyền lực tưởng tượng nào đó để mà tưởng tượng ra một cái mặt trận lớn nào đó ở nơi đó nga họ đang ngăn chặn người nga tiến về berlin hay như nào đó. Đúng không, quý vị, rất là khó hiểu. Nhưng nhìn chung là động cơ nó cũng không hẳn chính trị, nó rất chính trị nhưng lại không hẳn. Nó rất kinh tế mà nó cũng không hẳn. Nó rất là chiến tranh mà nó cũng không hẳn. Có thể nói rằng tôi chỉ có thể khẳng định một điều rằng đó là những người mà cảm thấy nó đang ở một cái vị trí yếu thế, uh, không tự quyết vì có những thế lực ngoại bang và rất muốn thể hiện cái bản lĩnh đúng không ạ nhìn chung các nhà lãnh đạo ở châu âu uh, đang cố để làm đốt nóng thêm cái nồi nước sôi rồi uh, đổ thêm dầu vào lửa đút thêm củi vào đáy lò và thêm thắt các loại gia vị gọi uh, là ớt yếc giấm riếc để cho cái nồi lẩu nó thực sự nóng thực sự bỏng những ngày gần đây thì uh, nước nga sau khi vụ uh, tấn công khủng bố ở moscow Họ đã quyết định tăng cường những hoạt động quân sự của mình uh, ở uh, Ukraine. Thực tế, đây không phải là một tín hiệu chỉ đơn thuần nga gửi tới các uh, châu uh, Kiev mà họ còn gửi tới uh, Ba Lan, một trong những cái uh, gọi là thành phần đúng không? Một quốc gia cũng chống nga ở mức độ cùng cực cho nên những ngày đầu tháng uh, cuối tháng vừa rồi chúng ta thấy tên lửa của phía nga đã bay thậm chí còn bay cả vào không cận phận của ba lan bây giờ thì uh, lãnh đạo của phương tây và ba lan đang uh, tính kế bàn bạc thậm chí họ còn bàn bạc tới khả năng là hệ thống phòng không của nato và không quân của nato có khả năng sẽ bắn hạ những cái tên lửa uh, của người nga nếu tiếp cận vào vùng lãnh thổ của liên minh này, trong đó tất nhiên chúng ta đã biết là Ba Lan hoặc là Romania. Còn Ba Lan thì cũng chính thức là tuyên bố sẽ tham gia vào cái nỗ lực của người Séc để mua thêm rất nhiều vũ khí đạn dược cho Ukraine trong thời gian tới. Tất nhiên về mặt chiến trận thì chúng ta biết họ lấy cớ để mà đặt những hệ thống phòng không ở dọc biên giới để chuẩn bị cho một cái sự leo thang à, trong trường hợp khẩn cấp, đó là thiết lập một cái hành lang cấm bay ở dọc khu vực biên giới làm cái ô che chở cho những hoạt động không quân của Ukraine. Tuy nhiên thì kể cả chuyện đấy xảy ra thì tôi vẫn thấy rằng nó có rất nhiều những cái ẩn tình đằng sau để mà chúng ta không thể giải mã được các vị lãnh đạo của châu Âu trong thời điểm hiện tại khi mà họ chỉ có bận mỗi cái việc là đưa ra những tuyên bố chống nga và thứ hai là đón nhận những thông tin không hay về các nền kinh tế. Chúng tôi xin quay trở lại với uh, phần giao lưu câu hỏi cùng quý vị. Hồi mới lên làm lãnh đạo Nga vào những năm cuối cùng của thập kỷ 80, Putin không tạo được nhiều dấu ấn, liệu nước Nga có tồi tệ hơn nếu như ông ấy không lãnh đạo nước Nga? Và cái đợt uh, tôi còn nhớ là cái thời điểm uh, những cái năm uh, 96 97 trước đó nữa đúng không ạ? Ôi giời ơi, cứ uh, nhìn chung là một cái ngày mở mắt dậy thấy chính trường Nga nó thay đổi ấy, uh, có chính biến ấy thì nó không có gì ngạc nhiên nữa. Đến bây giờ thì cũng không thể nhớ nổi là đã bao nhiêu đời thủ tướng Nga uh, vào cái thời điểm mà Liên Xô sụp đổ cho đến thời điểm mà Putin lên làm thủ tướng. Vào năm uh, 1998 đúng không ạ? Mà người ta gọi là một cái cuộc khủng hoảng lãnh đạo của nước Nga. Nhìn chung thì có nhiều yếu tố để chúng ta có thể thấy rằng là những năm cuối cùng và cũng là những năm đầu tiên mà Putin bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo nước Nga với vai trò thủ tướng. khi người ta không thấy ông ấy có một cái gì đó từ cái chính trường bên ngoài, đúng không ạ, thấy một cái gì đấy nó thay đổi cái bộ mặt của nước Nga một cách đáng kể. Thì tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy rõ thôi, bản thân một cái yếu tố tự nhiên đó là sau những năm 90, mươi, sau năm 90 trở đi thì uh, cái dấu ấn của Puyin nó quá nét đúng không ạ nó nét căng đấy cho nên nó cũng giống như kiểu là bây giờ ở Trung Quốc ấy, thì những cái năm trước đây nó toàn là phát triển uh, hai con số đúng không quý vị thế bây giờ nó vẫn là top các nước dẫn đầu thế giới nhưng mà nó phát triển chỉ có một con số thôi thì người ta nói rằng là nó sắp kinh tế nó sắp sập đến nơi rồi Đúng không, quý vị và nó mờ nhạt Đấy thì cứ câu chuyện là Người ta thường so sánh với những cái thời kỳ đỉnh cao Của những cái gì đó nó rất là huy hoàng Nó, nó xuất chúng Thì có thể nói rằng là thời Putin có rất nhiều đỉnh cao Cho nên người ta sẽ lấy để người ta so sánh với lại những cái năm đầu tiên ông ấy làm thủ tướng để kết thúc cái cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần chục năm ở nước Nga cho nên đó là một yếu tố có thể nói là rất tự nhiên giống như tất cả các khác mà nhìn những cái uh, kiểu phát triển trung quốc hay là kiểu những cái người uh lãnh đạo mà nó quá xuất chúng đúng không ạ thì người ta cũng nghi rằng là người ta ông ấy trở thành độc tài cái kiểu như vậy tức là nó luôn xuất hiện ra một cái một cái sự so sánh nào đó mà chính khập một cái nó quá tương phản đúng không ạ giữa cái điểm dở và những cái thời điểm mà nó cực kỳ nó nó đại khái là đỉnh cao với lại cái đáy của nó cho nên nó có một cái sự tương phản như vậy thứ hai thì chúng ta thấy một điểm rằng nó không phải là vấn đề tự nhiên và tại sao thì nước nga vẫn chọn putin là tổng thống sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng kết thúc cái công việc thủ tướng của mình và tất nhiên là trong thời gian đó mặc dù putin không có xuất sắc và không có nổi bật vai trò của thủ tướng nhưng mà ông ấy vẫn được lựa chọn thì điều đấy có nghĩa rằng là trong cái giới lãnh đạo của nước nga đương kim tổng thống Nga Boris Yeltsin và người dân Nga đã có nhận thấy ông ấy có những cái gọi có những yếu tố đúng không ạ để mà có thể trở thành một cái nhà lãnh đạo tốt nhất trong tương lai cho nước Nga tại cái thời điểm những năm đầu 90 Vậy thì nó có thể nói là nó tương xứng với lại cái thời cuộc lúc bấy giờ như thế nào chúng ta biết rằng là thời điểm đó thì nước Nga nó đang đi xuống đúng không ạ Nó đi xuống và nó đang lao dốc đi xuống Vậy thì tưởng tượng ra một nhà lãnh đạo mà nắm một cái công việc vào cái thời điểm đấy nó khó khăn như vậy. Nó đi xuống và nó không chỉ đi xuống mà nó còn có một cái sự hỗn loạn. Đúng ạ. Như vậy thì rõ ràng rằng công việc của ông Putin ấy, chúng ta có thể so sánh với lại hàng vài đời thủ tướng trước đó, nó cực kỳ khó khăn. Nó thách thức và thậm chí là người ta chẳng còn quan tâm tới ông Putin là ai. Bởi vì người ta biết thừa rằng ông ấy lên thì cũng giống như ông Primakov thời trước đó và giống như rất nhiều những cái ông cốp kiếc rồi van viếc mà chúng ta biết thôi đúng không ạ có nghĩa rằng ông không thể tồn tại được lâu thì như vậy cho thấy là nó nó cực kỳ là thách thức rồi vậy thì cái công việc để cho những nhà lãnh đạo mà mới lên ấy thì nó không phải là để mà nó giúp đất nước phát triển ngay được chỉ có thánh đúng không ạ mà cũng chưa có thánh nào làm được như vậy mà cái câu chuyện rằng nó phải bình ổn nó phải nhổ cỏ nó phải thanh trừng nó phải chấn chỉnh nó làm mọi thứ để nó đưa mọi thứ trở về một cái cơ chế một cái cấu trúc đúng ạ và những cái việc đấy Nó là những cái việc dưới cầm bàn việc đằng sau hậu trường cho nên làm gì có ai nhìn thấy cái việc của Putin làm thời điểm đó đâu còn thực sự chúng ta không biết bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi là Putin có nổi bật gì quyết sách thời bấy hay không Nhưng rõ ràng là sau cái nhiệm kỳ thủ tướng của ông ấy thì cái 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 chính trường nước Nga nó bắt đầu nó có hy vọng đúng ạ à, nó đã có những dấu hiệu là nó đại khái là nó không còn những cái hỗn loạn hỗn mang một cách nó dữ dội nữa và sau đó thì người ta thấy rằng bản thân putin làm thủ tướng thì cũng đã chấm dứt hoàn toàn cái cuộc khủng hoảng liên quan tới khủng hoảng thủ tướng như vậy đó chính là một trong những cái điều nó tuyệt vời nhất của nước nga tại thời điểm đó bởi vì rõ ràng không ai có thể hy vọng vào một nước nga nếu như mà cứ vài tháng vài năm ờ vài tháng rồi năm thì người ta thay thủ tướng một lần đúng vậy và như vậy là rõ ràng putin lên ngắt cái cầu đó thì đương nhiên việc đó nó chỉ là một cái việc lớn bên ngoài chúng ta nhìn thấy ai cũng biết nhưng mà những cái nội tình nó cũng có thể nói rằng là ông ấy đã làm rất nhiều việc để mà dẹp loạn ở trong cái cấu trúc kinh tế cấu trúc chính trị cấu trúc tài phiệt của nước nga tại thời điểm bây giờ mà nó chính là một cái chiến trường cực kỳ hỗn loạn đúng không ạ ấy như vậy rõ ràng chúng ta yếu tố thứ hai rõ ràng yếu tố thứ ba ấy, thì rất nhiều người nói mà chúng ta có thể nhìn nó như này rất nhiều người mà kiểu như là chủ nghĩa xét lại và thân phương tây thì thường có cái luận điệu là uh, đời của Putin ông có làm gì đâu đấy là ông thủ tướng Matsushin làm đấy chứ ông bộ trưởng bộ uh, xây dựng làm đấy chứ bộ trưởng bộ năng lượng làm đấy chứ bà thống đốc ngân hàng Nabuena làm đấy chứ ông Soigu đánh nhau ấy chứ ông Séc gây làm ngoại giao chứ thì mới nước nga mới được như vậy chứ Putin đâu có làm cái gì đúng ạ người ta đã nhầm <laughs> thực tế người ta không phải là người ta gà để người ta không biết điều đó chẳng qua đó là luận điệu mà thôi nhưng mà ở đây ai cũng biết một điểm rằng Putin là một nhà chiến lược một nhà lãnh đạo cao nhất chứ không phải ông ấy là thủ tướng đúng ạ ông ấy cũng không phải là bộ trưởng một nhà làm chiến lược thì cái quan trọng nhất là người ta có tầm nhìn, có mục đích xa, có lý tưởng, đúng ạ? Và đặc biệt là có cái khả năng thu phục nhân tâm. Đúng không, quý vị, chính khả năng thu phục nhân tâm cho nên là ông ấy và kết hợp với khả năng tầm nhìn đưa ra mục tiêu thì ông ấy chọn Lavrov làm bộ trưởng ngoại giao, ông ấy chọn Mitsushin làm thủ tướng, ông ấy chọn Nabulenla làm thống đốc ngân hàng trung ương và đã giải vây nước Nga một bàn thua trông thấy. Ông ấy chọn ông XYZ là bộ trưởng bộ xây dựng để nước Nga xây dựng như điên. Ông ấy chọn Soigo để oánh nhau gọi là ác chiến cho phương Tây nếm trái đắng. Ông ấy chọn mấy cái ông bộ trưởng năng lượng ấy, đúng không ạ? Và nước Nga có thể nói rằng là đang thống trị năng lượng của thế giới. Đúng không, quý vị? Câu chuyện nó nằm ở cái chỗ đó. Thế thì một nhà chiến lược là phải biết rằng đất nước của mình nó sẽ đi về đâu. Và đặt ra một cái mục tiêu để hướng tới điều đó. Thứ hai, là biết chọn những con người phù hợp để mà khiến cho đất nước của mình đi đến đó. Đúng ạ. À. Và thứ ba, mình phải là một người lãnh đạo có cái tố chất thu phục nhân tâm để cho đất nước đứng đằng sau đoàn kết và đoạn, và ủng hộ những cái công cuộc của mình làm. Chỉ ba yếu tố đơn giản như thế thôi thì sẽ trở thành một nhà lãnh đạo phi thường. Và kể cả ba lĩnh vực đấy thì Putin làm đều rất là xuất chúng. Chứ còn lãnh đạo bây giờ lại đòi là bản thân mình lại đi đàm phán ngoại giao giỏi hơn Lavrov. Rồi ra chiến trường cầm quân như là Sôi Gu đúng không ạ? Rồi lại đi làm các công tác tài chính tài khóa như là Napoleana vân vân thì nó vứt đi rồi. Cho nên nhiều người ấy, cái độ óc hạn hẹp cũng giống như là lãnh đạo Việt Nam chúng ta ấy, nhiều người các công ty bộ ngành ấy thì cứ thích chọn những cái nhân viên nó rốt hơn mình để mà mình thể hiện với lại mình dễ quản lý đúng không ạ nhưng mà cái câu chuyện rằng những cái công ty lớn như phạm nhật vượng chẳng hạn thì đặt ra một cái mục tiêu là chinh phục thị trường rồi ông ấy đi ông tìm những cái thằng mà nó giỏi nhất để trả mức lương cao nhất để nó làm chứ không phải ông đi ông làm tranh những cái nhiệm vụ của những cái thằng như vậy và tất nhiên xuất phát từ những cái góc nhìn như vậy thì chúng ta thấy hẹp hòi như vậy rất khó để có thể phát triển như vậy là chúng ta thấy những yếu tố rất nhiều nhưng mà chúng ta chỉ kể tầm ba cái cho nó cô động thôi đúng không ạ thì chúng ta thấy rất rõ là bản thân người ta không nhìn thấy putin có cái gì hay trong những cái năm đầu mới làm thủ tướng Đấy, và mãi về sau mới nhìn thấy cái hay thì cơ bản chúng ta thấy yếu tố thứ nhất là ông mới làm thì không thể nào hay được rồi đúng không quý vị và sau này thì ông rất hay cho nên là những cái gì nó mới và nó không hay lắm thì nó không thể nổi bật được đúng không ạ Thứ hai là những thứ ông làm ấy, nó là những cái cuộc dẹp loạn và trong nội bộ nội tình rồi là tái cơ cấu, rồi là chấn chỉnh này nọ, nó một cái sự gọi là hỗn mang ở trong chính trường và nền kinh tế nước Nga. Thì rõ ràng chúng ta cũng không thể nhìn thấy bởi vì cái đó đâu ra trưng ra cho bản dân thiên hạ đâu, nhất là một người làm KGB như ông ấy, KGB. Rồi thứ ba, một yếu tố quan trọng nhất, bản thân ông ấy là một nhà lãnh đạo chiến lược, nó rất khác với lãnh đạo phương Tây bây giờ một nhà lãnh đạo chiến lược và rất kiên định đúng không ạ, không từ bỏ những mục tiêu của đất nước chứ không phải là vì những cái vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ. Thế còn bảo là Putin không làm thì nước Nga có được như bây giờ không thì uh, thứ nhất là chúng ta không biết, nhưng mà có thể nói những cái điều mà Putin đã làm trong suốt thời gian vừa qua để mà thay đổi bộ mặt nước Nga từ một cái đống cho tàn đến thời điểm như bây giờ đúng không ạ, đến đặc biệt như ngày hôm nay thì nó là một điều nó quá phi thường. Nói thật với quý vị ấy là nếu chỉ nghĩ trong đầu thôi thì tôi nói thật cực sự cũng đang là một cái khó, đúng không ạ? Có thể nói rằng là nước Nga nó không phải là lội ngược dòng ngoạn mục nữa mà nó là một cái sự hồi sinh, đúng một cái từ, nó là một cái sự hồi sinh, hồi sinh từ một đống cho tàn và giữa một cái thế trận bị bao vây cô lập bởi vô vàn những kẻ thù mà mạnh hơn mình nhiều lần và với một cái, cái cái tham vọng là hủy diệt đúng không ạ? Có nghĩa rằng chúng ta không thể tưởng tượng nổi những thứ gì những thách thức của người Nga để mà bây giờ chúng ta nhìn thấy nước Nga có được một cái cơ đồ như hôm nay, nó có thể nói tự tin để nói rằng là nếu không có Putin thì nước Nga bây giờ chắc chắn không được như ngày hôm nay, còn không biết nó còn nguyên vẹn nữa hay không ấy. Vâng, rất nhiều câu hỏi lên Putin và chúng tôi sẽ chọn một câu hỏi ngắn. À, có gì đặc biệt trong nhiệm kỳ những nhiệm kỳ của Putin khi ông à, lãnh đạo đất nước mấy chục năm để khiến người nga dường như không suy nghĩ để bầu cho ông ấy tôi nghĩ rằng là cái này thì à, tôi cũng từng nói một lần đúng không ạ tôi nghĩ điều đặc biệt nhất ấy, người nga thì người ta cũng không phải là người ta muốn à, trở thành một cái đứa nước bá chủ đúng không ạ à, giàu có nhất rồi là mạnh nhất rồi nhiều thứ nhất khác bởi vì cá tính của người nga thì chúng ta cũng biết họ là cá tính thụ động đúng không ạ chứ nó không phải là một cá tính mang tính chất là nó hung hăng và chủ động từ đấy là những cái từ nó mang tính chất là nó 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 mô tả cái cái động năng quý vị nhé chứ không phải mình nói là tiêu cực hay là thụ thụ động không phải là nghĩa là tiêu cực đâu và chủ động không phải là tích cực đâu Thụ động có nghĩa là người ta không có chủ động để mà gọi là gây chuyện cái kiểu là như vậy, đúng không ạ? Và thường là phản ứng khi mới gây chuyện à, khi bị gây chuyện. Và nếu không có gì quá đáng kể thì xã hội Nga nó cứ bình bình như vậy. Cho nên là ở Nga ấy, thì người ta đánh giá rất nhiều thứ Putin là nhưng có một cái điều mà người ta ít nói, đúng không ạ? Nếu mà tôi nhìn biểu đồ của đây là gọi là đây là một năm 1990 này. Đấy. 990 đây nhá, mà đây là năm 2022 này, 2223. Thì chúng ta sẽ thấy cái biểu đồ mà những người bị bắt, những người bị bắt nhá, quý vị nhá. Những người bị bắt của những năm 90 cho đến những năm này nó giảm đến dã man. Tôi chỉ liếc qua thôi, còn tất nhiên là nó có nhiều cái ẩn tình ở trong đó, đúng không ạ? Nhưng mà liếc qua thấy cái xu hướng nó như thế này thì quý vị hiểu ra cái câu chuyện của nó là gì. Đúng không ạ? Hồi những năm 90 thì có thể nói rằng là như tôi nói quý vị ấy, những người bạn của tôi ở nước Nga mà họ là những người rất là bình thường nhưng mà họ còn bị thậm chí dí súng vào để cướp tiền mà. Mà nó không phải nó dí súng ở đâu mà nó vào tận trong cái ký túc xá, vào tận khu nhà trọ rồi thậm chí nhiều khi ở trên đường, rồi bị đánh, bị uh, chấn lột, rồi bị hành hung đủ đủ thứ công khai thanh thiên bạch nhật luôn chứ nó không phải là ở đâu xa lạ rồi là sự thối nát của cái hệ thống hành pháp đúng không ạ đấy là ví dụ như là người ta có thể dễ dàng người ta cấu kết với những tổ chức tội phạm để người ta nhanh chóng người ta lần ra những vụ cướp này vụ trộm kia vụ án này vụ án nọ đại khái là mua qua mua án chạy án này nọ nhiều lắm có nghĩa nó không chỉ là vấn đề nó bạo lực trên đường phố bạo lực trong xã hội tội phạm mà cái hệ thống uh, hành pháp đúng không ạ? À, nó cũng có những cái dấu hiệu nó bị thoái hóa, tất nhiên cũng bởi vì cái đời sống nó quá nó quá khó khăn. Khi mà lúc bấy giờ GDP trên đầu người của Nga, à, GDP của nước Nga nó còn trăm chín mươi mấy tỷ đô, nó thuộc loại nước nghèo. Vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng là kể từ khi Putin lên làm tổng thống thì cái tỷ lệ tội phạm nó đã giảm một cách nhanh chóng và nó đều đặn quý vị nhé. Nó đều đặn cho tới tận những ngày hôm nay. Thông qua cái nhìn vào cái việc là mình không cần nhìn đâu xa. Cái tỷ lệ bắt giữ người thôi. Đúng ạ. Còn lại thì trên đường phố bây giờ Moscow nó lại trở thành một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Và một thành phố tuyệt vời nhất ở châu Âu. Điều đó nó không có gì nó ngoa. Còn ở Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, nếu như mà những năm 90 cho đến 2000 thì chúng ta biết rằng là bạn bè, người thân mà đi sang Nga du lịch hay là công việc thì cũng lo xoắn vó đúng không, quý vị? Đúng ạ. Đấy, lấy một điểm mà chúng ta nhìn thấy nó rất rõ ngay. Mà nó ở thủ đô Moscow đấy, chứ không phải đâu xa. Bạn bè của tôi thì có nhiều, người thì sang lao động, người sang học, người sang thậm chí là chả có việc gì làm mà cũng trở thành côn đồ luôn đấy, cái kiểu nó như vậy người thì cũng làm chính trị, người thì làm truyền thông, vân vân, à, cơ bản đều trải qua những quãng thời gian như vậy và cho chúng ta thấy một cái, à, và một cái góc nhìn của nước nga. Còn bây giờ thì à, tất nhiên chúng ta cũng đã từng nói cuộc chiến đang diễn ra ngay cạnh cửa ngõ, đúng không ạ? Trừ cái vụ khủng bố vừa rồi ra thôi, thì chúng ta thấy rằng à, rõ ràng là nước nga à, dưới thời của Putin nó đang từ mình nói hơi quá một lãng mạn đấy, đúng không ạ? đang từ địa ngục trở thành một cái thiên đường. Vậy thì với người Nga, họ không màng quá nhiều chuyện giàu có, quyền lực, sức mạnh, khen ngợi vân vân Thì họ mang cái gì? Những người như vậy thì họ mang nhất là cái chuyện liên quan tới hòa bình, chứ yên bình, đúng không ạ? Tới an ninh. Và Putin đã làm một cái việc nó quá lớn với Nga như vậy. Nhưng mà cái đó thì người ta không nói, người ta ít nói tới cái việc như vậy. Người ta chỉ nói tới cái việc là lương tăng bao nhiêu, Uh, rồi là kinh tế GDP phát triển như thế nào đúng không à, ạ đấy chứ còn người ta ít để ý tới cái điều đó nhưng mà điều đó thì nó mới tác động vào cái việc là người ta sẽ bầu cho Putin một cách vô điều kiện bởi vì ông ấy đã mang lại cho người ta một cái sự uh, vâng một cái gọi là yên bình hòa bình uh, và an toàn an ninh đúng không quý vị các nước NATO châu Âu một mặt thì nói rằng là không cần người Mỹ bảo vệ, một mặt thì nhặng lên khi mà Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ thoát khỏi NATO nếu ông ấy trở thành tổng thống. Và bây giờ chúng ta nhìn rõ nó là một cái một cái thương vụ mặc cả thôi, đúng không Có cái gì đâu? Nói thẳng ra ấy là phương Tây mà không có Mỹ đúng ạ EU ấy mà không có Mỹ thì làm gì biết đánh nhau đâu Từ trước đến giờ không có lính lính thì cũng chỉ rất là giới hạn thôi gọi là có đúng ạ không? không sản xuất vũ khí một cách toàn diện không có nhìn chung là không có những cái nguồn lực liên quan đến quốc phòng một cách đầy đủ để có thể bảo vệ gọi là bảo vệ đất nước một cách bình thường thôi đúng không ạ Chứ chưa nói rằng là bây giờ họ đang phải đối mặt với một cuộc chiến với Nga À, một cái đối thủ uh, có thể nói rằng là nếu mà nói về đánh nhau bây giờ họ đang là quân đội thiện chiến nhất thế giới mà là ngay sát nách châu Âu và châu Âu thì bây giờ chém gió như thế thôi thì còn chúng ta nhìn thấy rất rõ hạm đội của nước Anh hàng đầu như thế nhưng mà tàu ra khơi toàn là va mới quẹt với lại chết máy rồi han gì đúng ạ tất cả các nước đều có vấn đề liên quan đến việc huy động lính nước rồi uh, trang thiết bị vũ khí đều thiếu thốn. À, chúng ta nhìn thấy họ đã viện trợ Ukraine như thế nào thì chúng ta biết rồi và người ta đã sống nhờ vào ba thứ trong đó có một thứ đó là sự bảo trợ an ninh của người Mỹ trong cái công cụ NATO và người Mỹ đơn giản là họ cũng chỉ làm cái việc đấy không phải miễn phí để họ thu tiền bảo kê à, vừa tiền bảo kê lẫn việc bán vũ khí đúng không, quý vị vậy thì rõ ràng là bây giờ nếu như mà EU mà họ nói rằng họ không cần người Mỹ nữa, nếu quý vị là EU thì thực sự quý vị có thấy là thời điểm này nó có phải thời điểm hợp lý để nói như vậy không? Chắc chắn đấy là một cái điều rất là hợp lý để nói nếu như mà Châu Âu bây giờ đang trong vườn địa đàng và nó không hề có một cái mối đe dọa nào, đúng ạ? À, đến từ Nga, không có cuộc chiến Ukraine thì đấy nó là một cái điều lý tưởng. thế nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng nó là không nhìn những phát biểu của các lãnh đạo châu thời gian gần đây chúng ta biết họ đang gọi là nhặng lên còn gì nữa đúng như từ câu nói câu hỏi thì rõ ràng là họ thực sự là muốn như vậy nhưng mà đó là kịch bản trong mơ đúng không ạ chứ còn thêm thực tế thì họ thấy rằng là bởi vì người mỹ cũng đã gọi là mình gọi là gì nhỉ cũng đại khái là chơi quá sát phạt đúng không ạ với lại châu âu đúng không, quý vị Họ chơi quá sát phạt, vũ khí của châu Âu mua, uh, tiền của châu Âu uh, rồi thì tiền viện trợ của châu Âu cho Ukraine thì cũng phải sử dụng tiền đấy để mua vũ khí của người Mỹ. Rồi Mỹ nói rằng là mỗi nước thì phải bỏ ra ngân sách 2% GDP để mà đóng vào NATO uh, thì mới đảm bảo được an ninh. Rồi Mỹ bây giờ đang làm mọi thứ để mà khiến cho EU uh, không những là phải huy động cái nguồn lực cho cái uh, cuộc chiến này, thậm chí là huy động cho nền kinh tế ảnh hưởng tới cái sinh ý của họ cực kỳ nhiều có nghĩa là nghèo đi đúng không ạ để mà giúp đỡ ukraine để thậm chí là có khả năng đánh nhau với nga vậy thì rõ ràng là ai đã tạo lên cái điều đó lãnh đạo eu thì người ta ngậm mồm bởi vì người ta ngậm mồm ăn tiền và người ta lên là nhờ ai người ta không thể nói được điều đó nhưng mà trong quốc hội những đảng phái chống đối người ta biết thừa tất cả đều là cái sự cái thương vụ nó quá sát phạt của người mỹ vừa liên quan đến lợi ích địa chính trị của người Mỹ, vừa liên quan tới cái lợi ích của các tập đoàn vũ khí của nước Mỹ. Rồi kể cả bây giờ những cái công ty sản xuất quốc phòng lớn ở châu Âu thì cũng có những cái uh, cổ phần lớn của người Mỹ ở trong đó. Đúng không à, ạ? Như vậy là rõ ràng là người Mỹ ăn gọi là ăn dày mà ăn cả bít tất. Vậy thì làm sao mà EU không bức xúc được? Đấy, cho nên là họ nói cái việc như vậy là họ muốn gây ra một cái sức ép với người Mỹ rằng là ta đây cũng không cần đâu. Nhưng mà chỉ dọa thôi, đúng không ạ? Đấy, chứ còn làm sao mà dám? Bởi vì cơ bản thì họ là trừ hầu, họ không dám. Và người Mỹ có đầy đủ biện pháp để dọa họ, không chỉ là dọa bằng cây gậy mà dọa bằng củ cà rút nữa, để cho các nước, nói tóm lại là trừ hầu thì không được phép lên tiếng. Thế còn lại người Mỹ thì cũng nói một điều tương tự là nếu như không thì họ sẽ rút ra, đúng không ạ? Họ rút ra thì... Tất nhiên là EU chết chứ còn cái gì nữa. Người Mỹ biết rằng là EU nắm mỗi cái top của người Mỹ là gì, nếu ông rút ra thì ông sẽ không bán được cho chúng tôi hàng trăm hàng nghìn tỷ euro đô, đô la vũ khí hàng năm nữa. Đúng không, quý vị. Và nếu mà tôi chết thì ông cũng yếu, kiểu như vậy nhưng mà cơ bản là người Mỹ này nắm đang chui. nếu như mà đợi chờ đến lúc mà như vậy thì các ông đã chết rồi có nghĩa là hai thằng thi nhau mỗi thằng cầm một cái con dao thằng thì dí vào động mạch ở tay thằng dí vào động mạch ở chân đúng không ạ xem thằng nào chết trước tự dí đấy đúng không ạ như vậy rõ ràng là người mỹ đang có thế thượng phong cho nên họ to mồm hơn đúng không ạ nhưng mà nói đi nói lại cũng là nói lại thực tế thì chúng ta cũng biết rằng là cuối cùng nó cũng đến một cái thỏa thuận thôi donald trump nói thế nhưng mà câu chuyện rằng ông cũng dọa bởi vì ông cũng biết thừa một điều rằng là NATO chính là công cụ duy nhất còn lại để người Mỹ còn duy trì được cái vị thế bá chủ đúng không ạ. Không có NATO thì người Mỹ chả còn là cái gì nữa. Họ chỉ là một quốc gia sản xuất vũ khí mà cái vũ khí đấy không ép được để bán cho khách hàng ấy. Có nghĩa rằng nó không còn khách hàng dự án, không còn khách hàng quen nữa, quý vị. Ạ. đúng ạ. Không còn cửa mà bán một cách tự động hàng năm nữa người Mỹ phải đi trèo kéo marketing bán hàng của mình mà thì họ không thể cạnh tranh được với vũ khí của Trung Quốc với Nga ở trên toàn thế giới như bây giờ. Mà nền kinh tế của Mỹ bây giờ nó đã chót nó đi theo hướng vũ khí rồi. Như vậy là Mỹ cũng chết chắc. Thế nhưng cái chết của người Mỹ ấy, thì nó nó lại không phải là một cái nó bụp phát nó chết ngay. Thế còn châu Âu ấy thì có khả năng nó chết ngay tại chỗ. Cho nên là nó sẽ diễn ra những cái sau ông Donald Trump lên thì sẽ diễn ra những cái cuộc thương lượng cũng giống như nhiệm kỳ trước của ông ấy thôi là để mà lấy cho nước Mỹ thêm những cái lợi ích đúng không ạ? Là mỗi nước lại phải chi thêm tiền ra để mà nước Mỹ bảo kê. Còn châu Âu thì cũng đòi hỏi những quyền lợi là nước Mỹ sẽ phải bảo kê nhiều hơn và lại mặc cả thêm để mà giảm cái ngân sách quốc phòng GDP xuống đúng không ạ? Chúng ta nhìn mấy cái ông Totenberg suốt ngày nói như thế chúng ta biết ngay rồi. Nói tóm lại là khoản chi của người Mỹ và khoản chi của EU cộng với lại khoản thu về của người Mỹ từ EU Uh, từ uh, uh, gọi là uh, tiền bảo kê lẫn cái tiền mua bán vũ khí đúng không ạ? Người ta cân bằng giữa hai cái khoản đó, khoản chi khoản thu để người ta ra được một cái quyết định uh, uh, sau những cuộc thương lượng đấy với nhau mà thôi. Còn tất nhiên nó có những cái điều lặt nhặt nữa chẳng hạn như là ở Trung châu Âu thì nó cũng có công ty quốc phòng nó cũng kiếm ăn, thì như vậy thì người Mỹ phải uh, thỏa thuận với công ty đấy để mà cùng ăn chia đúng không ạ? Chứ còn nếu ăn hết của bọn họ thì bọn họ cũng méo tiếng. Nhưng mà về đại cuộc thì nó là như vậy thôi, chứ còn uh, chúng ta cũng biết một điều rằng Donald Trump là một người uh, liên quan đến suốt ngày kinh doanh mới lại uh, nước Mỹ là trên hết ấy, thì ông ấy cũng biết thừa rằng là không có châu Âu, không có NATO thì nước Mỹ cũng chả là cái gì. Và chúng ta đến một câu hỏi khá thú vị, uh, rất nhiều người hỏi trước đây liên quan đến cuộc chiến Triều Tiên là tóm lại thì người Mỹ đã chiến thắng hay là thua ở cuộc chiến Triều Tiên năm những năm 50? hay là trên thực tế nó là một cái uh, cuộc chiến mà có kết quả hòa một cuộc chiến lớn như vậy người ta gọi là một uh, trước đây chúng ta chúng tôi xem một cái series phim tài liệu cách đây phải đến hai năm rồi uh, một cuộc chiến bị lãng quên đúng không ạ một cuộc chiến khốc liệt nhưng mà bị lãng quên có nghĩa là thế giới không có nói nhiều về cái cuộc chiến đó cũng có khả năng nó nó bị uh, gọi là cướp ánh đèn sân khấu bởi cái cuộc chiến ở Việt Nam tuy nhiên thì chúng ta phải thấy một điểm rằng là một cuộc chiến lớn như vậy mà cuối cùng người ta cũng không biết rằng là bên nào thắng bên nào thua hay là hòa đúng không ạ và rất nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy thì cũng có thể cho thấy rằng cái chuyện thắng thua của nó không có quá rõ ràng thế thì bây giờ chúng ta hãy để ý nếu mà trong trường hợp như vậy thì tất cả các bên liên quan đều thắng đúng không quý vị bởi vì người ta sẽ theo cái luận điệu của mình chẳng ai muốn là thừa nhận mình thua và bây giờ mọi thứ nó cứ kiểu như vậy thì thôi thì thắng thì mình cũng cứ tự nhận vào. Bây giờ chúng ta nhìn vào góc nhìn của từng bên, nếu như mà chúng ta là người Mỹ thì rõ ràng là người Mỹ đã chiến thắng ở đó và nước Mỹ bây giờ thì cái cái hệ tư tưởng liên quan đến chủ nghĩa tư bản, dân chủ và cộng sản nó rất rõ ràng. Cho nên là cuộc chiến đó đã đẩy lui được những thế lực cộng sản đúng không ạ? Và như vậy đối với người Mỹ có thể nói là một chiến thắng rồi sau đó thì người Mỹ nói rằng là những người phe cộng sản thì đã gọi là uh, gọi là cái gì nhỉ? gọi là cầu xin để được đàm phán hòa bình và cầu xin để chia cắt đất nước Hàn uh, Triều Tiên thành hai miền đúng không ạ Nam Bắc Triều Tiên và vì nước Mỹ là một đất nước mà quan tâm tới hòa bình thế giới dân chủ rộng lượng bao dung cho nên là chúng ta đã đồng ý kiểu nó như vậy và rõ ràng đó là một chiến thắng quá vang dội. À, của người Mỹ. Đối với người Trung Quốc thì chúng ta cũng biết là trước cái thời điểm đó thì nước Mỹ đã tấn công bom, bỏ bom vào Trung Quốc. Và như vậy thì rõ ràng là sự tham gia của Trung Quốc trong cuộc chiến đó thì đã chấm dứt hoàn toàn cái việc bỏ bom của Trung Quốc và đẩy lùi cái ảnh hưởng của người Mỹ ở khu vực miền Bắc của bán đảo Triều Tiên. Và hồi bấy giờ thì vâng chủ tịch Trung Quốc là ông Mao Trạch Đông thì cũng có thể nói nếu một người Trung Quốc có thể nhìn thấy rằng là ông ấy đã đẩy lui cái sự chiếm đóng của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên và ngăn ngừa cái sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đúng không ạ? Cũng như sẽ kéo theo đó là cái việc người Mỹ rút hoàn toàn quân khỏi toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Như vậy là rõ ràng là nó đã ngăn chặn được đấy. Sự phát triển của một cái hệ chính trị chúng ta nhớ rằng các cái cuộc chiến lớn ở thế kỷ 20 đúng không ạ? Thì nó liên quan nhiều đến cái hệ tư tưởng. Các cuộc chiến lớn ở cái thời Trung cổ thì nó liên quan nhiều đến tôn giáo. Các cuộc chiến lớn ở thời cổ đại thì liên quan nhiều đến sắc tộc. Còn các cuộc chiến ở thế kỷ 21 chúng ta bây giờ thì nó địa chính trị, nó là lợi ích quốc gia, nó là năng lượng và các tài nguyên thiên nhiên quan trọng, đúng không ạ? Như vậy thì dưới con mắt của người Trung Quốc, họ đã kết thúc được toàn bộ những hoạt động mang tính chất thù địch diễn ra ở trong biên giới của họ với lại vùng bán đảo Triều Tiên, thiết lập lại hòa bình, đúng không ạ? Ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa đế quốc, đấy, vân vân, và khiến cho người Mỹ rút lui hoàn toàn khỏi khu vực. Đối với người Bắc Triều Tiên thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là chủ nghĩa đế quốc của Mỹ đang cố gắng để mà hủy diệt chúng ta và chiếm toàn bộ bạn lại đạo. Bây giờ chúng ta có những đồng minh quan trọng như người Trung Quốc, người Nga đứng đằng sau. Vậy thì chú dại gì chúng ta không ngoái nhau. Và người Triều Tiên thì có lúc đã đánh bật, tí nữa thì đánh bật, và đánh bật toàn bộ liên quân phương Tây ra khỏi bán đảo dưới sự hỗ trợ của trung quốc và nga đúng không ạ à, như vậy có thể nói rằng đối với họ là một chiến thắng bởi vì uh, họ đang đứng trước một cái mối nguy cơ đó là bị thôn tính bởi chủ nghĩa đế quốc đấy và thậm chí là bị thôn tính uh, bởi chính những người hàn quốc đang là chư hầu của cái chủ nghĩa đế quốc vốn là kẻ thù không đội trời chung của họ như vậy thì chúng ta thấy đối với người triều tiên nó cũng có những cái yếu tố để nói rằng đó là một cái uh, sự chiến thắng và tất nhiên thì đối với người Hàn Quốc họ cũng là một nước dân chủ đúng không ạ họ cũng coi là những người cộng sản đang cố tình để mà xâm chiếm rồi là lan tràn uh, xuống miền Nam mà chúng ta biết rằng là thời điểm đấy thì những cái luận điệu của phương Tây liên quan đến cái sự gọi là tàn độc tội ác này nọ vân vân đúng không ạ của những cái gì mà nó ngược lại với chủ nghĩa tư bản của họ và có lúc thì họ cũng đã tí bị bật bãi rồi đúng không quý vị và cuối cùng thì lật kèo lại được thì giữ lại một nửa đất nước và tất nhiên đến bây giờ đất nước của phát triển như vậy thì không có lý do gì để nói rằng đó không phải là một cái một cái chiến thắng ngọt ngào như vậy câu chuyện rằng là chúng ta nhìn từ cái góc nhìn nào thì chúng ta cũng đều có một cái cực lý do để mà cảm nhận được cái chiến thắng ở cuộc chiến tranh bị lãng quên cuộc chiến triều tiên bởi vì xét cho cùng thì ở góc nhìn nào chúng ta cũng đều bị tuyên truyền, đúng không ạ? Và cái điều đó nó hoàn toàn nó bình thường thôi. Tuy nhiên nếu mà nhìn về những cái khía cạnh lợi ích địa chính trị kéo dài thì chúng ta có thể nhìn như sau. Sau cuộc chiến Triều Tiên, đúng không ạ? Thì nước Mỹ đã trở thành một cái cường quốc hạt nhân, một cái cường quốc duy nhất. Vâng, tức là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì nước Mỹ là một cái cường quốc hạt nhân duy nhất, đúng ạ? Và vị thế của họ có thể nói là thống trị, thích làm gì thì làm. Thậm chí là có thể ném bom nguyên tử vào Liên Xô thời điểm đó. Tuy nhiên thì người Mỹ biết một điều rằng là vào cái thời điểm mà tiếp cận đến những cái năm 50 thì tất nhiên Liên Xô lúc bấy giờ vẫn là một cái đối thủ tiềm tàng. Người Mỹ biết rằng trước sau gì thì Liên Xô cũng có vũ khí hạt nhân, người Trung Quốc cũng vậy. Uh, và lúc bấy giờ mỹ nhìn thấy trung quốc thì còn vẫn rất nghèo có thể nói thời điểm đấy trung quốc cực kỳ nghèo đúng không ạ uh, thiệt hại trong chiến tranh thế giới thứ hai uh, những cái thành phố hoang tàn đổ nát những thành phố lớn quan trọng như là nam kinh tỷ lệ uh, gọi là nghèo đói tỷ lệ uh, mù chữ vân vân có thể nói là trung quốc là cái hàng đầu còn nước nga thì vẫn vật vã để mà đối mặt với những cái cơn khủng hoảng địa chính trị uh, nhân khẩu học khi mà kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai họ mất rất nhiều người đặc biệt là những người đàn ông đúng không ạ rõ ràng là cả hai thế lực đó đều là cái mối nguy cho nước mỹ khi mà họ chuẩn bị có vũ khí hạt nhân nhưng mà họ đang rất là vật vã với lại những cái vấn đề trong nước của họ sau cuộc chiến kết thúc còn người mỹ kết thúc cuộc chiến với một cái chiến thắng gần như là rất là trọn vẹn thiệt hại nó rất ít đúng không ạ chỉ có những cái cuộc uh, vụ chân châu cảng thì là đáng kể còn đâu thì đánh nhau gọng nhấm với người nhật trên chiến trường ở thái bình dương diễn ra tới bao nhiêu năm rồi càng ngày mỹ càng mạnh lên đấy và chúng ta không đi sâu vào đó nữa đúng không ạ chúng ta biết rằng người mỹ đã làm thế nào để mạnh lên bảo toàn được nguồn lực khi mà họ đánh nhau rất là giới hạn các chiến trường khốc liệt uh, rồi đến lúc thắng mới nhảy vào cuộc như vậy câu chuyện rằng người mỹ biết là liên xô và trung quốc là hai nước cộng sản Uh, bây giờ hai nước này là hai nước có thể đe dọa vị trí bá chủ và uh, gọi là bá đạo hạt nhân của người mỹ đúng không ạ thì như vậy làm thế nào để người mỹ có thể uh, làm suy yếu hai quốc gia này mà lúc bấy giờ họ đang là hai anh em uh, của chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa xã hội thế thì chỉ có cách chia để trị thôi một bài người mỹ rất giỏi đúng không ạ và chắc chắn rằng họ phải làm một cái điều gì đó và tôi cho rằng À, đó chính là cái lý do để ba bên nhìn thấy đều ý thức được việc đó để mà cái cuộc chiến Triều Tiên nó diễn ra từ cái khu vực bán đảo Triều Tiên thì chúng ta nhìn thấy đó chính là một cái bàn đạp lý tưởng để cho người Mỹ đúng không ạ để cho phương Tây người Mỹ à, mở một cái mũi gọi là chia cắt vào hai cái à, gọi là hai cái vùng đất xã hội chủ nghĩa anh em chia cắt và suy yếu đúng không ạ chia để trị đấy và lúc bấy giờ thì người liên xô đúng không ạ và người trung quốc có nhận ra cái bài của người mỹ không tất nhiên là họ nhận ra nhưng còn gì nữa nhìn cái vị trí của hàn quốc như thế này thì ai cũng dễ dàng hiểu ra à, nếu như mỹ có thể đặt vũ khí hạt nhân ở đây đúng không ạ đóng quân đồn trú ở đây hạm đội này nọ ở đây với sự hậu thuẫn của cái hậu phương rộng lớn nhật bản đằng sau thì ôi giời ơi có nghĩa rằng là nếu mà Uh, bán đảo Triều Tiên làm tay Mỹ thì nó là quá ngon uh, và ai cũng biết điều đó cho nên là lúc bây giờ Stalin thì chắc chắn sẽ nói chuyện với lại Mao Trạch Đông đúng không ạ rằng là bây giờ tình hình là các ông như thế mà các ông để người ta đánh bom như vậy và người ta đã tiến sát tới biên giới của các ông đúng không ạ uh, vậy thì chúng ta phải ngăn chặn lại nếu như bây giờ uh, mà chúng ta không tìm cách ngăn chặn cái sự mở rộng của người Mỹ ở đây thì trong 10 năm tới chúng ta sẽ phải tiến hành mới họ hàng trăm cuộc chiến khác nữa. Đại loại hai ông ấy sẽ trao đổi với nhau những cái câu như vậy và đó là lý do cuộc chiến nó diễn ra. Và nếu như xét về cái khía cạnh địa chính trị như thế, đúng không ạ? Chứ không phải là cái luận điệu mà chúng ta đã trao đổi lúc đầu, đó là đứng từ góc nhìn nào thì chúng ta thấy là Trung Quốc và Nga đã chiến thắng. Bởi vì người ta đã ngăn chặn được cái kế hoạch của Mỹ để có thể biến cái khu vực bán đảo Triều Tiên trở thành bàn đạp, tiến sâu vào cái khu vực gọi là Mông Cổ, đúng không ạ? À, bên khu vực này xuyên sang Trung Á để chia cắt uh, Nga với lại Trung Quốc, à, Liên Xô với lại Trung Quốc. Rồi sau đó thì cuộc chiến kết thúc và lúc bấy giờ thì Liên Xô cũng bắt đầu có vũ khí hạt nhân, Trung Quốc cũng thế. Vâng, Trung Quốc thì tôi không nhớ năm nữa nhưng mà chắc cũng không lâu sau đó và trung quốc và liên xô bắt đầu vào cái thời kỳ phát triển thịnh vượng của mình đúng không ạ à, trung quốc thì họ không có rõ rệt nhưng rõ ràng là thời điểm đó cũng là thời điểm mà đặt cái nền tảng để cho xã hội của họ phát triển mạnh về sau liên xô thì rõ ràng ai cũng biết rồi và đặc biệt là khu vực bán đảo triều tiên thì mỹ không còn là trở thành một cái gì nó quá hoành tráng nó quá bá đạo tức là hô phong hoán vũ ở đó đó mà chỉ còn là lui về cái thế phòng thủ thôi thì như vậy rõ ràng về nếu xuất phát từ cái góc nhìn mà chúng ta nhìn liên quan tới vấn đề địa chính trị của hệ tư tưởng bành trướng của tư bản và muốn chia cắt các nước cộng sản vân vân thì kết thúc cuộc chiến Triều Tiên có thể nói rằng là Trung Quốc và Liên Xô đã thắng khi họ đã ngăn chặn được cái kế hoạch đó đúng không quý vị? Vâng tất nhiên là tại thời điểm đó còn chúng ta lại rất tiếc rằng người Mỹ đã không thắng ở cuộc chiến Triều Tiên nhưng người ta đã chiến thắng trong một cái cuộc chiến chia rẽ, uh, chia để trị. Đó là cuối cùng thì uh, chiến tranh Liên Xô và Trung Quốc cũng vẫn xảy ra, uh, tất nhiên là những năm uh, lâu sau đó. Như vậy chúng ta thấy rằng người Mỹ thường không thành công bằng các cuộc chiến, đúng không ạ. Nhưng mà họ lại rất hay thành công bằng những cái quyền lực mềm, những cái cuộc cách mạng màu, những cái vụ đi đêm, đại khái là bằng những cái ca cá táp mà uh, đầy tiền và đeo kính đen đúng không ạ chứ không phải là bằng vũ khí bom đạn cho nên nhiều người nói rằng là mỹ đánh nhau hay thua thế không nguy hiểm nữa rồi không phải đúng không ạ cái sức mạnh của người mỹ liên quan đến quyền lực mềm đấy nó mới gọi là nguy hiểm mà tôi nghĩ rằng cái khả năng chia đề trị của họ nó vẫn đang ở đỉnh cao nhất và nó đang rất là vượng cho nên là thế giới cứ nói rằng là thế giới đang cực dễ dàng chiến thắng phương tây À, đúng nếu đánh nhau thì à, hoặc là những thứ mà nó nhìn nó rõ trên bàn cờ ấy, thì nó có vẻ nó như vậy à, Nó là một cuộc nổi loạn rất thành công nhưng mà trên thực tế cần phải đề phòng cái thế cái quyền lực và sức mạnh cũng như là cái 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 độ mà thiện chiến đúng không ạ của cái chiến tranh ngầm của người Mỹ Cái chiến tranh chia để kỵ trị của họ ấy. nó gọi là đặc sản nó gọi là tối thượng đó tôi nghĩ đấy chính là vũ khí tối thượng của người Mỹ, đúng không ạ? Đồng đô la kết hợp với cái đó. Chứ còn nó không phải là cái đánh đấm của họ trên chiến trường đâu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc.